Bây giờ thì muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn những cái thông tin liên quan đến uh, suy nghĩ của Thuận về cái tình hình hiện bây giờ. Các bạn có đã biết là hiện bây giờ đó những cái hình NFT đó như là Crypto Punk hay là Ether Rock hay là Solabs đang được bán với cái giá rất là cao và nhiều người bây giờ thì nói đây là cái À, uh, tình hình bong bóng và sẽ sập vân vân thì nhiều người muốn thuận chia sẻ các mình của thuận về tình hiện tại Mặc dù là thường thường hay đăng những cái hình ảnh mắc cười ở trên những mạng xã hội để mà chia sẻ những cái meme với các bạn Nhưng mà hôm nay thường muốn dành thời gian để mà nói về một số những suy nghĩ liên quan đến cái đề tài này Thì trước hết á, cộng đồng của Thuận Capital suy nghĩ như thế nào? Thì cộng đồng Thuận Capital đó thường đã đặt ra một cái bài bỏ phiếu Đó chính là các NFT như hình JPEG, Etherrock, CryptoPunk, Solabs được bán với giá cao chỉ là một bong bóng và sẽ sụp đổ Đó là câu hỏi thì câu trả lời là yes, nghĩa là các bạn đồng ý No, các bạn không đồng ý Và thứ ba là không biết Thì phần lớn các bạn thực hiện bây giờ đã, đã có 479 bạn đã bỏ phiếu rồi Thì trong đó 71% là nói là tin tưởng đây là một bong bóng và sẽ sụp đổ 20% nghĩ là không Và phần còn lại đó là 7% nói là không biết Có nghĩa là phần lớn bây giờ khoảng chừng là 3 phần 4 của cộng đồng thần đầu nghĩ đây là bong bóng và sẽ sụp đổ Thì đi chia sẻ một số những cái comment ở trên những mạng xã hội với các bạn Thì những bạn ở Thuần Capital đã nói những gì Về cái tình hình NFT hiện tại Thì có bạn thì nói là cũng có thể Nhưng cũng không thể nghĩa là cũng có thể đá bóng bóng Nhưng cũng không thể uh, NFT là một ý tưởng hay Nhưng mấy cái này thì không đáng một xu Có bạn thì nói là toàn tự mua Tự bán để đẩy thị trường Em nghĩ vậy Bạn này thì nói là NFT của một cái gì đặc biệt chỉ có riêng một mình nó đặc biệt và không ai có thể tạo ra ví dụ như có hàng ngàn bức tranh nhưng mà chỉ có bài bức tranh là nổi tiếng mà thôi bạn này thì nói là cá nhân mình thì thấy nó chỉ có giá trị trong cộng đồng đó như sưu tầm hay là đại loại vị còn với giá trị thực đó thì không có giống như là các nft game khác phải mua nft thì mới có thể kiếm tiền trên nền tảng game đó các bạn thì nói là hay là, là một hình thức rửa tiền như lan đột biến ở việt nam các bạn thì nói là thực sự là mình không dám tin là chúng này đáng giá như vậy mình dám đầu tư vào coin nhưng chắc không bao giờ dám bỏ tiền vào mấy cái này thì đây những cái lời phát biểu đến từ những bạn ở cộng đồng thôn capital và những lời phát biểu này đó thì thường cũng thường thấy có nghĩa là phần lớn đó các bạn nghĩ đó đây là một cái hiện tượng như là à, nhiều bạn cho là lan đột biến ở việt nam nhiều bạn cho là đi hiện tượng rửa tiền họ tự mua tự bán để mà rửa tiền như bạn cho đây là một cái phong trào rồi sẽ sụp đổ tại vì cái fomo quá cao nhiều bạn thì nói là không biết có thể là gì có thể là không phải à, có bạn thì nói là có thể là có giá trị sưu tầm thì Thùng muốn chia sẻ một cách nhìn khác với các bạn thì Thùng sẽ chuyển qua để mà nói về Bitcoin đi Thùng nghĩ rằng nó sẽ giúp các bạn hiểu được ý Thùng mới nói ở đây thì khi mà các bạn nói tới Bitcoin đó thì hỏi các bạn là Bitcoin các bạn đang được lưu trữ ở đâu thì nhiều bạn sẽ nói là lưu trữ trong ví của các bạn thật ra mà nói ví các bạn không có lưu trữ Bitcoin nào hết tất cả Bitcoin đó là được di chuyển và giao dịch trên blockchain ví các bạn chỉ là một cái cánh cửa một cái cửa sổ để các bạn có thể thấy được cái số lượng coin và thao tác như là di chuyển Bitcoin của mình mà thôi Chứ còn biết các bạn trên căn bản không lưu chữ Bitcoin nào hết Tất cả Bitcoin đều được di chuyển giao dịch trên blockchain Ví các bạn chỉ lưu trữ khóa cá nhân Người giữ khóa cá nhân đó chính là người chủ của cái số lượng Bitcoin đó Và trên thực tế đó khi chúng ta nói tới là các bạn có bao nhiêu Bitcoin Thì trên mạng lưới của Bitcoin chúng ta cũng không có Bitcoin thật sự Các bạn thì được chúng ta có cái logo Bitcoin Nhưng mà trên căn bản đó Bitcoin chỉ là một cái giao thức mà thôi khi mà các bạn di chuyển bitcoin đó thì cái mà nhiều người hiểu đó chính là UTXO. Nhưng mà nào mà hiểu cái hoạt động của bitcoin cũng đã hiểu UTXO có nghĩa là Unspent Transaction Output. Hiểu một cách đơn giản đó đây là cái cách hoạt động của sổ cái của bitcoin khi mà các bạn gửi bitcoin từ ví này qua cái ví kia đó thì cái giao thức là sẽ trừ bitcoin bên đây và sẽ gửi bitcoin đó qua bên kia và cái giao thức đó sẽ giải quyết một vấn đề đó chính là cái Bitcoin các bạn di chuyển đó đã được di chuyển trước đây hay là chưa có nghĩa là cái ví đó đã giao dịch cái Bitcoin này hay là chưa thì đó gọi là UTXO hiểu một cách đơn giản đó nó chỉ là một cái mã nguồn mà thôi đó chỉ là một cái giao thức mà thôi chứ thực sự không có một Bitcoin thực sự ở trong lưỡi của blockchain nó chỉ là một cái Giao thức ở trên mạng lưới và cái các bạn lưu trữ đó chính là cái cộng trừ của cái sổ cái mà thôi Để các bạn biết được các bạn còn bao nhiêu Bitcoin đó thì sổ cái các bạn Còn bao nhiêu Bitcoin mà chưa được di chuyển từ cái địa chỉ ví này Sử dụng cái quá trình của các bạn Hiểu cách đơn giản đó chỉ là một cái mã nguồn mà thôi Thì khi mà chúng ta suy nghĩ là Bitcoin chỉ là một mã nguồn mà thôi Nhưng mà giá Bitcoin bây giờ là 50.000 đô Thì tại sao vậy? Giá trị đến từ đâu? Giá trị này đó là đến từ cái cộng đồng của Bitcoin Đến từ cái nhu cầu có được Bitcoin Đến từ hệ sinh thái của Bitcoin Thì nghĩ ngược trở lại khi mà các bạn nhìn vào những cái hình liên quan đến NFT đó thì có thể là nhiều bạn đã quá chú tâm vào, vào cái hình các bạn có thể nhìn vào cái hình của crypto punk như là trên màn hình hay là các bạn nhìn vào cái hình cục đá như là ether rock hay là các bạn nhìn vào cái hình của con vượn của mạng lưới Solana, nè solabs nhưng mà cái mà tôi muốn nói với các bạn đây đó là cái hình này đây chỉ là một cái biểu tượng của cái mã nguồn mà thôi cũng giống như các bạn nhìn vào cái hình của cái logo bitcoin gì đó cái logo Bitcoin chỉ là một cái biểu tượng mà thôi Cái hình này cũng đại diện cho cái biểu tượng đó mà thôi Hình này thực sự mà nói là có thể người thích, có thể người không thích Nhưng mà cái điều quan trọng đó là đứng sau cái hình này Đó chính là một cái giao thức, một cái mã nguồn Và đứng sau cái hình này đó là có thể chứng minh được là ai là người sở hữu cái token đó bằng cách là ai đang giữ cái khóa cá nhân và nếu như mà chúng ta chỉ nhìn vào cái phương diện giống như thường chia sẻ liên quan tới Bitcoin không chỉ là một cái giao thức chỉ là một cái cộng trừ trên mạng lưới blockchain mà thôi hiểu đơn giản là như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu những cái hình NFT này cũng là như vậy. Cái giá trị đó đến đó là tùy theo là cái nhu cầu đó là bao nhiêu, cái mệnh hệ sinh thái đó là bao nhiêu. Nếu như mà nhiều người đó có nhu cầu, có lòng tin với một cái giao thức nào đó, thì giao thức đó sẽ có giá trị, chứ không phải là cái hình làm đại diện cho cái giao thức đó. Nếu như mà các bạn thấy được là Bitcoin ngày mai đó, cái logo bị thay đổi, thì có phải là giá bitcoin ngày mai sẽ giảm hay không? đương nhiên là không phải rồi. Đó chỉ là một cái hình đại diện cho một cái giao thức. Đó chính là giao thức bitcoin. Thường hy vọng là đây cho các bạn thêm một cái suy nghĩ. Cái giá trị đến từ NFT đó là đến từ cái sự xác nhận ở trên blockchain là ai là người lưu trữ cái khóa cá nhân của cái token đó, của cái địa chỉ ví đó và cái token đó có giá trị hay là không? Không phải là cái hình đó đẹp hay là xấu mà cái token đó có giá trị hay là không đó là có bao nhiêu người tin tưởng và có nhu cầu sử dụng trên mạng lưới đó nếu như mà không có thì có thể dẫn đến là những cái này đi vào vô giá trị nếu như là có giống như là cách đây 10 năm đi nhiều người cũng nói là Bitcoin chỉ là một cái gì đó ảo mà thôi cũng chỉ là một cái mã nguồn mà thôi thì làm sao mà có giá trị được bây giờ mang được một Bitcoin đó là 50.000 đô rồi thì một Bitcoin có giá trị như vậy tại vì cái nhu cầu nó rất là cao có người muốn sở hữu cái khóa cá nhân để có thể điều khiển được cái số lượng Bitcoin đó ở trên một nước blockchain đó là suy nghĩ của Thuận liên quan đến NFT hiện bây giờ thì có thể hiểu đơn giản đó là thằng nghĩ là chúng ta sau này cũng sẽ có những cái NFT rất là đáng giá cũng giống như các bạn thấy được là cái hình ảnh mà các bạn đi mua gì đó các bạn đi mua một tranh ảnh các bạn thấy được là các bạn ra chợ mua cũng có thể là vô siêu thị mua những tranh ảnh rất là đẹp nhưng mà các bạn chỉ bỏ một số tiền mà thôi trong khi các bạn đi vào những cái viện những nơi mà triển lãm tranh ảnh hay là các bạn đi đấu giá đó thì những bức tranh đó có thể đáng giá tới mấy chục triệu đô trong khi các bạn thấy là nó không có đẹp vấn đề ở đây đó là cái quyền sở hữu của bức tranh đó những người mà họ bức tranh đó có thể là họ để vào một cái nơi sưu tầm nào đó họ cũng không có xem những bức tranh đó nhưng mà cái đáng giá đó, đó là đến từ những ai đã sở hữu bức tranh đó những ai được quyền di chuyển bức tranh đó và những ai có cái bản quyền bức tranh đó NFT cũng như vậy không phải NFT nào sau này cũng sẽ có giá trị và nhiều NFT bây giờ đó được tạo ra có thể là sẽ không có giá trị sau này nhưng mà NFT vẫn sẽ mãi sống đối với thuận trên thị trường này và sẽ có những NFT đó sẽ rất có giá trị có phải nó là crypto hơn có phải nó là Rock, có phải nó là Solep, không ai biết được nhưng mà sẽ có những NFT bây giờ các bạn cảm thấy là vô giá trị nhưng mà nhiều năm sau sẽ rất có giá trị chúng ta chỉ không biết là NFT đó là NFT nào mà thôi bây giờ thường sẽ nói về một số những cái thông tin ngày hôm nay thì một thông tin rất là lớn đó chính là công ty Twitter, đó chính là người đứng sau lưng đó là Jack Dorsey một trong người mà rất liệu thích Bitcoin thì bây giờ Twitter đã đang thử nghiệm để mà kích hoạt mạng lưới Lightning Network vào trong cái địa chỉ ví ở trên Twitter thì đây đương nhiên thông tin rất là lớn rồi. Twitter là một công ty mà được nhiều người sử dụng và là một nơi mà rất nhiều người thường xuyên dùng để mà cập nhật nhiều thông tin. Đây là thông tin tốt đối với Bitcoin. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua và nói tới thông tin liên quan đến Gary Gensler đi. Thì Gary Gensler đó chính là chủ tịch của SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ hiện tại đó. Thì Gary Gensler này đó, thì nó chia sẻ với các bạn đó là Gary Gensler đã đưa ra các nhận xét trước Nghị viện châu Âu về xem Bitcoin như là Internet khi xưa và công nghệ thay đổi mô hình thế giới. Đây đã là một cái bắt đầu tốt rồi. Các bạn thấy được là đối với lại Nghị viện châu Âu đó thì Gary Gensler đã nói là nên xem Bitcoin như là Internet hồi xưa. Thì các bạn thấy được là Gary Gensler nói là tôi nghĩ rằng sự chuyển đổi mà chúng ta đang sống hiện nay đã có thể lớn ngang ngửa với Internet vào những năm 1990. Đây chính là lời nói của Chủ tịch SEC về Bitcoin. À, kế tiếp đó, Chủ tịch SEC cùng nhấn mạnh thực tế rằng đó, Bitcoin là phi biên giới và thị trường của nó không đóng cửa. Nó hoạt động 24 giờ, 7 ngày một tuần. Thì đây là đương nhiên là thông tin rất tốt nói tới Bitcoin đến từ Gary Gensler. À, nhưng mà Gary Gensler cũng đã nhiều lần nhấn mạnh đó, về cái rủi ro của các sàn crypto và stablecoin thì rất rõ ràng đó đối với lại Gary Gensler càng ngày càng rõ ràng hơn là Gary Gensler này đã trong cái thời gian mà dạy ở trường MIT đó đã dạy về blockchain và bitcoin và cái sự hứng thú đối với Gary Gensler đó với bitcoin đó là rất là lớn nhưng mà ông ta hầu như lại rất là thờ ơ với lại những cái altcoin khác cũng như là Gary Gensler không có thích đồng stablecoin như đồng ổn định cũng như là không có thích là những cái sàn giao dịch bây giờ không chịu sự quản lý của chính phủ Hoa Kỳ thì đây là cái suy nghĩ của Gary Gensler Ít ra thì Gary Gensler cũng rất có thiện cảm Đối với Bitcoin Và ông ta cũng đã từng phát biểu là chúng ta có thể Có khả năng cao là có một Bitcoin ETF Thì nghĩ ra sẽ trong thời gian ngắn mà thôi Thì được thông qua bởi SEC Tuy nhiên Bitcoin ETF này Có thể là chỉ dựa theo hợp đồng Của CME mà thôi không phải là Bitcoin thật sự Nhưng mà đây cũng sẽ là một cái bắt đầu Cho nên Bitcoin đó Điều mà chúng ta quan tâm đến trong thời gian tới đây Là nếu như mà có thông tin liên quan tới Bitcoin ETF thì đây sẽ là thông tin rất là tốt đối với lại Bitcoin Kế tiếp thì các bạn thấy được là chúng ta không tính những công ty đang lưu trữ tiền mặt đi Chúng ta chỉ nói tới cái số lượng nợ đó, cái số lượng trái phiếu Thì các bạn thấy được là trên thế giới bây giờ có 14,2 nghìn tỷ trái phiếu đang nằm ở trong loại suất âm ở thời điểm hiện tại Bitcoin là một giải pháp Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là tiền thì cứ mất giá đi và mất giá đi và đây không phải là lời nói của thuận hay là thuận đi tìm kiếm những cái website mà nó tốt về tiền kỹ thuật số mà đây là cái lời nói của công ty đầu tư nổi tiếng Fidelity ở Hoa Kỳ thì đây là cái bản thống kê có thể nhiều bạn đã quen thuộc đó chính là bản thống kê là một đô la năm 1700 bây giờ đáng giá bao nhiêu thì các bạn hiểu được một đô la năm 1700 đó đó chính là cái đường màu đỏ này bây giờ chỉ đáng giá chỉ có hai cent mà thôi nghĩa là trong thời gian từ năm 1700 tới bây giờ đã mất đi 98% giá trị trong khi đó một đô la đó mà đầu tư vào cổ phiếu thì bây giờ một đô la đó đã đáng giá lên tới dựa theo biểu đồ này là 3,9 tỷ đô la một đô la đó đầu tư vào vàng thì bây giờ đáng giá là 94 đô một đô la đó đầu tư vào trái phiếu thì đáng giá là 19 triệu 997.911 đô và Fidelity dùng những thông tin này để mà chia sẻ đó chính là Fidelity công ty đầu tư này nghĩ là giá Bitcoin sẽ đạt tới 1 tỷ đô la cho một đồng Bitcoin năm 2038 có thể được là con số 1 triệu đô la đó là con số mà thuận khó mà nghĩ đến rồi chứ đừng nói tới là Fidelity thì nói là năm 2038 Bitcoin sẽ tới 1 tỷ đô la dựa theo chứng đoán của Fidelity. đi và đây là chứng đoán dựa theo McAfee Law đây là một cái lý thuyết nói là một cái mạng lưới nào đó cái giá trị của nó sẽ tương đương với lại cái số lượng người sử dụng Và càng nhiều người sử dụng thì càng có giá trị Và dựa theo cái cách tính này thì sẽ lên tới một tỷ đô la Và Fidelity đó, nói là một tỷ đô la hay là một triệu đô la một Bitcoin có thể nghe nhiều bây giờ Nhưng mà nhìn vào cái số lạm phát, nhìn vào cái sự mức giá của đồng đô la Một triệu đô la, một tỷ đô la nhiều năm sau không phải là như bây giờ nữa Đây là thông tin liên quan đến Bitcoin sẽ 1 tỷ đô la một ngày nào đó đến từ Fidelity Thuận nghĩ là Thuận đã bullish đối với lại những công ty như là Fidelity Thuận thực sự là không là gì hết Cái sự bullish của họ mạnh hơn thường rất là nhiều lần Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital Trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link Ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook, Twitter vân vân Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Thì cũng nên tìm hiểu cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Bybit hay là sàn Fashion Moon XBT cả hai đều đang có bonus và các bạn bấm vào cái nút màu vàng để tìm hiểu rút tín hiệu trade miễn phí cũng như là các bạn có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Ascend x hay là sàn Fear Hub tất cả đều có những bonus như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và những bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu sàn Coinbase hay là sàn Binance US như các bạn con thú muốn tìm hiểu những cái altcoin cũng như là ứng dụng BlockFi, ứng dụng Lending có lại và Crypto Khoan rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.